là con vây không? Năm 2050 tôi là chiếc Vario, hai xe này làm full nội như vậy thay lọc gió luôn, móc bánh bi này, vẽ đồ cơ bản mình đó. Làm gỗ làm hết luôn, hai xe làm giống bài luôn, bánh bi vẽ đồ hết. Test cho nên xe nó khác biệt. Với lại mình thay học gió đồ chơi, giúp cái lưu lượng gió nó nhiều hơn nha. Xe nó nhẹ bốc, nó tiết kiệm xăng. Và zin thì nó không đủ gió, chạy thời gian bộ đóng này là không ngon. Xe này chiếc 300 mi làm lớp với làm nồi. Chiếc Vario làm nồi bô với lọc gió luôn. Rồi, ok. Bây giờ anh bắt giờ mình test từng xe cho anh em xem nha. Đây chiếc Vario 50 cho thì mình làm nồi bô với lại lọc gió. Mình test cái tốc độ nó lên cho anh em xem nha.
la hay là kêu hú vậy. Giờ thấy họ bơi nữa nè. Em yêu cầu điện thoại mình thầy nhớ trên độ của Mỹ. Cái này mình chạy tới 5.000 cây mới thay một lần. Mưa rồi, tiếp tục công việc thôi. Dày xe mấy đứa ơi, mưa rồi. Tiếp tục làm.